chữa ban nội thần kinh. Ba, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Chí Dũng, trưởng khoa cấp cứu. 4. Tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Kim Phượng, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu. 5. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Lệ Xuân, trưởng phó trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. 6. Tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Phương, phó trưởng khoa ngoại thần kinh. 7. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Hữu Thị Phạm Thiện Trí, phó trưởng khoa ngoại gan mật tụy. 8. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Bá Dũng, phó trưởng khoa tai mũi họng. 9. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Luyện, phó trưởng khoa nội thần kinh. 10. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Bích, khoa nội phổi. 11. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Minh, khoa khám bệnh. Xin nhiệt liệt chúc mừng 10 thầy thuốc của bệnh viện. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Duyên, thứ trưởng Bộ Y tế, giờ ủy quyền của chủ tịch nước, lên trao danh hiệu cao quý cho các cá nhân trên. Xin trân trọng kính mời thứ trưởng.